Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là công đoàn viên, công nhân, lao động với chuyên đề lấy ý kiến về một số vấn đề lớn trong dự án luật công đoàn sửa đổi và dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nhiều ý kiến cho rằng cách tính bình quân hiện nay khiến lương hưu của công nhân thấp, không đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, khiến công nhân muốn lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung về các vấn đề như quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, bảo đảm về tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng là một trong những nội dung trọng tâm được nhiều cử tri quan tâm trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Liên quan đến thời gian làm việc của cán bộ công đoàn, tôi đề nghị là giữ nguyên quy định hiện tại, bởi vì với quy định mới, ban chấp hành trở thành là cái người làm toàn thời gian cho công đoàn rồi, nếu mà tính theo cái kiểu tính đó. Liên quan đến việc hưởng lương hưu, tôi đề xuất rằng là nếu như lao động nữ đã đóng đủ số năm để hưởng mức tối đa và cái tuổi hưu họ nghỉ trước 5 năm hoặc tương tự như vậy đối với nam, nên xem xét đến việc là cho họ hưởng đủ cái mức hưởng tối đa đó. Thì làm được như vậy thì chúng ta có thể khuyến khích đối tượng lao động của chúng ta sẽ trung thành với quỹ. Các tỉnh thành lên thành phố Hồ Chí Minh để mà xin việc, việc làm ở đây, thì tới một lúc nào đó thì họ xem cái khoản bảo hiểm xã hội là một cái phần tiền tích lũy để dành. Nên kiến nghị cho bảo hiểm xã hội có hai mốc thời gian để làm căn cứ tính lương hưu, có nghĩa là 2014 trở về trước thì có nên chăng là chúng ta chỉ tính 20 năm cuối của cái quá trình họ đóng thôi. Rồi từ năm 2014 trở về sau thì tính cả quá trình. Đó. Như vậy thì là có lợi cho người đồng hơn. Đã có gần 20 ý kiến đóng góp của các đại biểu kiến nghị cần sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng có lợi hơn cho người lao động về chế độ hưu trí, chế độ thai sản đối với lao động nữ, cần có thêm các chính sách khác để thu hút, giữ chân, hỗ trợ người lao động trong thời gian người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hay trợ cấp hàng tháng. Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 sắp tới.